Minh được tử vi mến chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 12 tháng 3 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 10 tháng 2 năm nhâm dần Ngày này là ngày giáp Tý tháng quý mão năm nhâm dần Và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quý, giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bảo quang, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trần, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành, ngũ hành nên mệnh hải trung kim ngày giáp tý tức chi sinh can nghĩa là thủy sinh cho mộc và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm hải trung kim kỷ tuổi mậu ngọ nhâm ngọ ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi ngày tý lục hợp với xỉu tam hợp với thìn và thân thành thủy cục sông với ngọ hình ngọ hình mão hại mùi phá dầu và tuyệt tợn. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi mậu ngọ, nhâm ngọ, canh dần, canh thân. Tuổi xung trong tháng, tuổi tân dậu, đinh dậu, đinh mão. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức tốt mọi việc, sao thiên quý tốt mọi việc, sao thiên quan tốt mọi việc, sao tuế hợp tốt mọi việc sao Mậu Tơ thương tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho sao đại hoàng sa tốt mọi việc sao thiên ân tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thiên cương sao địa phá sao địa tặc sao thiên uh, sao băng tiêu ngoại hãm và sao sát chủ sao nguyệt hình sao tội chỉ sao lọ ban sát và đặc biệt, ngày 12 tháng 3 năm 2022, tức là ngày 10 tháng 2 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc Bách Kỳ, trong sự đều kỳ, không nên làm các công việc trọng đại bất kể là đối với tuổi nào. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Đông Bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Và sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 12 tháng 3 năm 2022 mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết tử vi tuổi tý thứ bảy ngày 12 tháng 3 năm 2022 Ngày thứ bảy này với bạn thủ tí, xem tử Vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, điều này làm cho vận tình sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Trong ngày này, bạn thủ tí nên hạn chế chuyện tranh cãi với bạn bè, đồng nghiệp, đừng có để cho mọi chuyện từ bé xé ra to. Và ngày này với bạn tuổi tí, nếu như có ý kiến bất đồng với bạn bè, đồng nghiệp thì đôi bên cần phải trao đổi với nhau một cách hòa bình, chớ nên để cao quan điểm của bản thân mà hạ thấp đối phương bởi chưa chắc quan điểm của bạn đã là đúng đắn, đôi bên cần phải bình tĩnh để thảo luận thì mới đi tới được kết quả thống nhất. Trong ngày này, bạn tuổi tí lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Điều này làm cho bạn mệnh cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và những người làm ở văn phòng. Thỉnh thoảng bạn nên đứng lên, thư giãn, vận động, chứ đừng có ngồi một chỗ quá lâu. Vài câu quýt cho bạn tuổi tí trong ngày thứ bảy này, từ vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim không nên đề cao quan điểm của bản thân, từ vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy chớ nên tranh cãi với bạn bè, đồng nghiệp, từ vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa nên tăng cường vận động thể dục thể thao nhiều hơn, từ vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ nên bình tĩnh trao đổi ý kiến với mọi người, từ vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc hãy mở rộng mối quan hệ xã giao của mình nhiều hơn và đánh giá của 3 tuổi chức trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 74, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi thìn, tuổi sửu. Từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 12 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi xỉu, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ, cái điều này sẽ giúp cho vận trình công việc của bạn trong ngày hôm nay tiến triển vô cùng là suôn sẻ. Với bạn tuổi Sửu, nhờ vào kinh nghiệm và bản lĩnh sẵn có, bạn thường giải quyết được những vấn đề khó khăn khiến cho mọi người đều tin tưởng và giao cho những công việc quan trọng nữa may mắn hơn là trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu, mối quan hệ xã giao của bạn cũng có được sự hài hòa, giúp cho bạn gặp được quý nhân hoặc là người có cùng chí hướng với mình. Đôi bên có thể cùng trao đổi, thảo luận và bắt tay vào hợp tác thực hiện những dự án mới mẻ. Tuy nhiên, về phương diện tình cảm của bạn tuổi sửu trong ngày này lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi sửu cần phải quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn. Bạn trở nên dồn toàn bộ thời gian, tâm huyết cho sự nghiệp hoặc là cho thú vui cá nhân mà bỏ bê người thân, gia đình của mình nhé về câu quyết cho bà tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim được người đi trước giúp đỡ giải quyết những khó khăn, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy công việc tiến triển được suôn sẻ, thuận lợi. Từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ. Từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ gặp được người có cùng chí hướng nên hợp tác làm ăn. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc bất thời gian làm việc quan tâm tới nửa kia gia đình nhiều hơn. Về đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 34, số 65, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỷ, tuổi giàu. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 12 tháng 3 năm 2022 ngày thứ bảy này với ba tuổi dần, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày của thực thần giúp sức. Điều này làm cho vận tình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay rất dồi dào, nhất là đối với những ai làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán. Với những mối đầu tư, khách hàng trước đây dần mang lại cho bạn có được những nguồn lợi khá khẩm nữa. Trong mối quan hệ xã giao của bạn tuổi dần trong ngày này, cũng có nhiều điều kiện để phát triển tốt đẹp nhờ vào bản tính hào phóng cởi mở của bạn những người bạn quên biết hiện giờ rất có thể sẽ trở thành quý nhân của bạn trong tương lai giúp cho bạn tiếp xúc với nhiều cơ hội đáng quý giá nữa nhé bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi dần bạn lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng điều này cho thấy với bạn là người biết chăm lo cho gia đình bạn hiểu rõ ràng được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng chứ chẳng phụ thuộc vào riêng bên nào vì thế chẳng bao giờ đổ tất cả mọi việc cho người ấy cả về câu quyết của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy có quan hệ tốt đẹp với khách hàng đối tác tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa tài lộc được dồi dào nhận được lợi nhuận từ những khoản đầu tư trước đây tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ biết chăm sóc và vun viễn cho gia đình của mình tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc hào phóng cởi mở với mọi người xung quanh tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim có trách nhiệm với người thân, gia đình của mình. Về đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 97, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thìn, tuổi hợi, tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày 12 tháng 3 năm 2022 ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mạo Dậu điều này làm cho bạn rất dễ gây mất lòng người khác và cục diện này còn ảnh hưởng tiêu cực khiến cho bạn trở nên quá mức kiêu ngạo, chủ quan và dễ đưa ra những quyết định thiếu đi sự chính xác nữa. Và với bà tuổi mão trong ngày này, dù bạn là người có lãnh đạo hay không, nếu như muốn góp ý cho người khác thì bạn mạnh nên tìm cách diễn đạt nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn để không gây tổn thương cho người nghe. Những lời góp ý tế nhị thường khiến cho mọi người dễ tiếp thu hơn nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Mão lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng. Điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay có phần được tốt đẹp. May mắn bạn mệnh có được một người vợ hoặc là người chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng để lắng nghe tâm sự của bạn và tha thứ cho những lỗi lầm của bạn. Vì vậy, nếu như có vấn đề gì trăn trở ở trong lòng, bạn nên trò chuyện với người ấy, chứ đừng có giấu ở trong lòng mình như vậy bạn tuổi Mão nhé. Vài câu quýt của bạn tuổi mạo trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, quê thường ý kiến của mọi người, khăng khăng với quan điểm của mình. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, dễ gây mất lòng người khác, vì không chú ý tới cách diễn đạt của bản thân. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, cố tài nhưng cần phải khiêm tốn hơn nữa. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, chú ý trong cách ăn nói và cư xử, đừng có gây tổn thương người nghe. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, vợ, chồng, tâm lý và thấu hiểu, hãy cùng tâm sự để tìm ra cách giải quyết vấn đề. Và tính giáo của bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 20, số 75, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tốt. Từ vị tuổi thìn, thứ bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi thìn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Thậm chí, bạn chẳng hề có ý định chùn bước trước khi đối diện với những khó khăn, thách thức ở phía trước mà bạn càng thêm quyết tâm. Đây chính là lúc để cho bạn khẳng định bản thân mình nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn Thủ thìn, bạn lại đang mắc phải cái bệnh, cả thèm, chóng chán, cho nên khó có thể trở thành người lãnh đạo tin tưởng. Bạn cần phải nhớ rằng, nếu như muốn thành công, thì làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì cho đến cùng, chứ không phải đặt mục tiêu ra rồi bỏ cuộc giữa chừng như vậy nhé. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn, bạn lại đang gặp ngày có thổ khác với thủy. Điều này cho thấy với bạn đang có điểm báo, có những bất ổn trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia. Mọi khi có vấn đề gì đó xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không nghe lọt tai những lời giải thích của đối phương. Mối quan hệ giữa đôi bên càng dần trở nên rạn nứt vì cách hành xử của bạn nữa đó bạn tuổi thìn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi giáp thìn thuộc hành hỏa làm việc thiêu cảm hứng nhất thời không duy trì được sự kiên trì tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ hăng hái mọi khi bắt tay vào công việc tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc mối quan hệ vợ chồng không được hòa hợp cho lắm tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nên rèn luyện bản tính kiên trì chớ có bộ cuộc dựa chừng tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy không nên vội tin theo những lời của người ngoài hãy học cách lắng nghe nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 54, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi mão, tuổi thân. tử vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 12 tháng 3 năm 2022 ngày thứ bảy này với ba tuổi tỵ xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ điều này làm cho nguồn tài chính của bạn trong ngày hôm nay được cải thiện đáng kể với bà tuổi tỵ các công việc nghề tay trái của bạn đã mang lại cho bạn một khoản tiền kha khá giúp cho bạn có được sự dư dả trong một khoảng thời gian công lao của bạn đã bỏ ra được đền đáp rất xứng đáng nữa rồi và trong ngày này với bà tổ tỵ một số người có được cá tinh trợ mệnh, có được may mắn, có thể phát tài nhanh chóng nhờ vào các trò đố điên như thế là trúng thưởng, trúng số hay là nhặt được tiền rơi. Tuy nhiên, bạn hãy sử dụng số tiền đó một cách hợp lý và ý nghĩa, chứ đừng nên tiêu xài một cách hoang phí dành toàn bộ cho sở thích của mình nhé. Ngày này, bà tuổi thị lại đang gặp ngày có thủy khác với họ. Điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang dần trở nên lạnh nhạt. Và nếu như những khúc mắc không được tháo gỡ thì đôi bên sẽ chẳng thể nào trở lại được như xưa. Đây cũng là lúc để cho đôi bên cần phải thẳng thắn hơn khi trò chuyện, trao đổi với nhau nữa về câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa chăm chỉ làm việc sẽ đem lại kết quả tích cực tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ công việc nghề tay trái đem lại cho bạn có được nguồn thu nhập khả quan tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc quan tâm hơn tới gia đình của mình đừng có để cho tình cảm nhạt phai tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim phát tài nhanh chóng nhờ vào những trò chơi may rủi tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy trở nên tiêu tiền một cách phung phí. Và đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 46, số 77, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 12 tháng 3 năm 2022 ngày thứ bảy này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa, mạo dậu cái điều này làm cho bạn trở nên nóng nảy hơn hẳn so với thường ngày đặc biệt là với bà tuổi ngọ thường hay nói hoặc là thực hiện những hành động tức thời không suy nghĩ cẩn thận mọi khi vừa ý nữa đó nhé trong ngày này, nếu như bạn ở vị thế lạnh nào, bạn mệnh có thể nhận thấy rõ rất nhiều đối tượng vây xung quanh mình để nịnh nọt. Vì vậy, bạn đừng có để cho những lời nói nịnh nọt khiến cho mình có những quan điểm sai lệch về một vấn đề nào đó đưa ra những quyết định thiếu đi sự chính xác nhé và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 10 tháng 2 năm nhâm dần. Ngày này theo nhị tập bát tú là ngày xấu của sao hung tú. Ngày này không có việc gì là phù hợp cho nên với bản tử ngọ nên kiên cự những công việc như là cưới gã, xây cất về nhà cửa, chôn cất hay là xuất hành đi xa. Nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tin chọn theo giờ tốt và hướng tốt trong ngày để thực hiện. Hướng tốt trong ngày gồm có hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng đông nam. Về câu quyết cho bạn tử ngọ trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, không biết tiết chế về cảm xúc, dễ hành động bồng bột, tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, dễ gây ác cảm với mọi người xung quanh, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nên giữ khoảng cách với mọi người, trở nên dễ dãi, tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ nhận được sự chú ý của nhiều người khác phái từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc thích hợp cho các không thích hợp cho các công việc xuất hành cưới hỏi về đánh giá của bài tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 59, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 12 tháng 3 năm 2022 Ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho thấy bạn tuổi mùi đang gặp ngày của cục diện ngũ hành, tí mùi tư hại. Điều này gây ra nhiều tác động xấu lên vận trình công việc của bạn trong ngày hôm nay. Với bà tuổi mùi, có thể đắc tội với kẻ tiểu nhân lúc nào không hay. Vì vậy, bạn nên tập trung vào công việc của mình, đề phòng có người dỡ trò sau lưng mình nữa bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ bảy này với bàn tới mùi với những quan điểm bất đồng làm cho mối quan hệ của bạn và người nhà trở nên không được máy hòa hợp và nếu như thật lòng muốn giải quyết tình trạng trên thì đôi bên đều cần phải cởi mở hơn khi lắng nghe ý kiến của đối phương và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 10 tháng 2 năm nhâm dần. Ngày này là ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ. Vì vậy với ba tuổi mùi, không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay để tránh những rủi ro xảy ra với mình và ngày này thiêu hải thượng làn ông nhân thần nằm ở trong xưa thắt lưng trên cạnh trong khớp cổ chân mù bàn chân vì vậy với bàn túi mùi nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mổ xỉa châm chích ở các vị trí này nhé về câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, không nên hành động bốc đồng, rất dễ vướng phải những rắc rối. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, chú ý xung quanh, chớ nên vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, đôi bên cần phải cố gắng thấu hiểu và nhường nhịn nhau hơn. Tử vi tuổi tân mùi Thuộc mệnh thổ, không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc, cẩn thận với các mối quan hệ xã giao của mình. Về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 24, số 63, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 12 tháng 3 năm 2022 ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân xem tử vi cho thấy là bạn đang gặp được ngày cố kim sinh cho thủy Vượng điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay có phần được tốt đẹp với bạn tuổi thân được hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà và lúc nào người kia cũng luôn quan tâm chăm sóc cho bạn luôn dành thời gian để trò chuyện thấu hiểu những suy nghĩ cảm nhận của bạn nữa cho dù với bạn đã kết hôn hay là chưa bạn cũng nên hâm nóng tình cảm cho cả đôi bên với bạn tuổi thân có thể tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn hoặc là một bữa ăn cho ấm cũng tại nhà sau mỗi dịp như vậy chắc chắn đôi bên sẽ có thêm những kỷ niệm khó quên nữa và trong ngày này với bạn tuổi thân, bạn phải cần lưu ý khi hợp tác làm ăn, kinh doanh, cần phải có thỏa thuận các điều khoản sao cho rõ ràng, nhất là khoản chia lợi nhuận, đừng có để cho tới lúc làm ăn thuận lợi, sinh lời, rồi anh em lại trở mặt từ bạn thành thù. Tiền bạc luôn là con dao hai lưỡi, đòi hỏi bạn cần phải hết sức tỉnh táo mới có thể điều khiển được nó, bằng không sẽ bị nó cuốn theo bạn tuổi thân nhé về câu quyết cho bạn thủ thân trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy luôn thấu hiểu và bao dung cho nửa kia quê trọng gia đình tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa mối quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp thấu hiểu lẫn nhau tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của bản thân mình và gia đình tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, bạn cần phải lưu ý khi hợp tác làm ăn, kinh doanh, cần phải thỏa thuận các điều khoản cho rõ ràng. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nhận được sự, sự chú ý của nhiều người xung quanh. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 44, số 75, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi tuất. Từ vi tuổi dậu, thứ bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2022 ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu, xem tử vi chốt chúng ta thấy là bạn đang có điểm báo cần phải chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để đối đầu với những rắc rối do cục diện ngũ hành tí dậu tương hại gây ra. Dù ngày này là ngày thứ bảy với bạn, nhưng bạn vẫn phải đi làm cũng không nên chủ quan trong công việc của mình. Bên cạnh đó, với bạn tuổi Dậu, bạn mệnh cũng không nên quá vô tư, tin tưởng mọi người, dù đó là người bạn quên biết từ trước đi chăng nữa, bởi bạn cũng đang có điểm báo trong ngày hôm nay có kẻ niếm đá giấu tay xuất hiện. Hãy làm mọi việc bằng sức của mình, không hoàn toàn phụ thuộc vào bất cứ ai cả và với bạn tuổi dậu trong ngày này khi về đến nhà bạn có thể chia sẻ tâm sự với người ấy những rắc rối trong công việc của mình đừng có giấu mọi chuyện ở trong lòng đây vừa là thời điểm để cho vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau vừa là cơ hội để cho hai người xích lại gần nhau hơn về câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy chú ý có kẻ ném đá giấu tay gây gây cản trở trong công việc tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa công việc gặp nhiều trở ngại bất ngờ, không nên lơ là, thiếu đi sự tập trung, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, không nên giấu giếm mọi chuyện ở trong lòng, khiến cho bản thân mình càng thêm căng thẳng, tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nên bình tĩnh tìm hướng giải quyết sao cho thích hợp trong mọi tình huống tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim tâm sự với nữ kia của mình nhiều hơn để cùng tìm ra cách giải quyết về đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 69, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi thìn. Từ với tuổi tốt, thứ bảy ngày 12 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ bảy này với bà tuổi tốt, xem tử vi tôi thấy bạn đang gặp ngày có thổ khác với thủy. Điều này làm cho mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay không được tốt đẹp như ý muốn. Có nhiều kẻ giả tạo đang cố gắng tiếp cận với bạn nhằm mục đích nhân cơ hội bạn sơ hữu để kiếm lợi về cho mình. Với bà tuổi tốt, bạn nên giữ đầu óc luôn tỉnh táo và lý trí đừng có vội tin lời của người khác trong ngày hôm nay. Và trong gia đình, với bà tuổi tuất cần phải quan tâm, lắng nghe những suy nghĩ của nửa kia, không nên áp đặt những suy nghĩ của mình mà bắt đối phương phải nghe theo, khiến đôi bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng, ngọt ngạt. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ mại này với bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên hạn chế việc tiếp xúc với những người có quyền cao vọng trọng nếu như không muốn rước lấy phiền phức về cho mình, bạn hãy giữ một khoảng cách thích hợp với họ chứ không nên cố tình tiếp cận để nịnh bợ, lấy lòng để kiếm lợi về cho mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa không nên áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ xung quanh có nhiều kẻ giả tạo, chú ý giữ khoảng cách thích hợp. Tử vi tuổi mậu tuất cuộc mạnh mộc, làm việc chắc chắn, không lùi bước trước những khó khăn. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy giữ khoảng cách với những người có chức cao vọng trọng trong xã hội. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 72, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi, thứ bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ bảy này với ba tuổi hợi, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng gây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, hài hòa. Với bà tuổi hợi, bạn vốn là người dễ gần, bạn được nhiều người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ cho bạn mọi khi bạn đối diện với những khó khăn và may mắn hơn trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hỏi bạn mệnh còn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay quý nhân sẽ đưa ra cho bạn những chỉ dẫn hợp lý khiến cho bạn nhìn nhận con đường tương lai của mình rõ ràng hơn với những vấn đề đang còn tồn động cũng được giải quyết một cách ổn thỏa nhanh chóng nữa Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi hợi lại đang gặp ngày có thủy khí vượng và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân mình. Bạn không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể cho dù bạn đang có bận tối tăm mặt mũi vào công việc đi chăng nữa, có sức khỏe thì bạn mới có thể làm được mọi việc bạn tuổi hợi nhé. Về câu quyết cho bà tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa sẵn lòng giúp đỡ người khác khi có ai đó gặp phải khó khăn tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nhận được sự yêu mến của nhiều người tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc có được hướng đi chính xác cho tương lai của mình tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim có được cơ hội gặp gỡ quý nhân giúp cho bạn giải quyết được những rắc rối tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy cần phải chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn Về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 16, số 68, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi dần, tuổi xíu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.